Triển khai thí điểm xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao, trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang có khá nhiều thuận lợi khi cơ sở vật chất khá khang trang, chất lượng giáo dục luôn nằm trong top đầu của tỉnh. Vì thế đây là điều kiện để trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Và thực tế, sau một năm triển khai, trường đã có cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa. Tại trường, tất cả các em học sinh là tích cực tham gia vào các cái hoạt động để phát triển năng khiếu của bản thân. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã xác định là phải đẩy mạnh dạy học hai cái bộ môn, đó là bộ môn tin học và bộ môn ngoại ngữ, là nhà trường cũng đã đầu tư được là 100% tất cả các phòng học và phòng chức năng thì đã được trang bị máy chiếu. Chủ trương xây dựng trường trung học trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh đã có từ năm 2012 và đến năm 2019 thực hiện thí điểm tại 14 trường phổ thông cho giai đoạn 2019-2023. Trong các tiêu chí đề ra, các nhà trường thực hiện theo hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực, năng khiếu của học sinh phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông. Tại trường Trung học phổ thông Đô Lương 1, sau khi có kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo, các môn học, nhất là ở các môn khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát triển kỹ năng mềm được tăng cường. Đầu nhà trường đã tổ chức mỗi cái nội dung là từ 1 đến 2 lớp làm cái thí điểm. Thì nhà trường cũng đã chú trọng một là bồi dưỡng cái đội ngũ của môn tin học, môn ngoại ngữ để đáp ứng cái dạy học cái môn tăng cường, chương trình của dạy học tăng cường đây. Thứ hai nữa là về cơ sở vật chất thì nhà trường đã mua sắm cùng phối hợp với sở đề xuất và bổ sung mua sắm 3 phòng học thực hành vật lý, hóa học, sinh học và bổ sung thêm cái phòng học tin học. Bên cạnh nhiều thuận lợi thì thực tế một số trường vẫn còn gặp khó khăn. Đó là điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp, chương trình dạy học cấp môn tăng cường đòi hỏi trình độ cao nhưng số giáo viên đáp ứng được các yêu cầu còn ít. Nhiều phụ huynh chưa hiểu được mục đích của trường trọng điểm chất lượng cao nên chưa có sự đầu tư. Ở đây là cái trường đạt chuẩn trong top sớm nhất của huyện. Do vậy đến thời điểm này thì cơ sở vật chất trang thiết bị của trường đã vô cùng thiếu thốn và lạc hậu. Có nhiều cái nó không đáp ứng được theo tiêu chuẩn. Có rất nhiều tiêu chí ở trong cái kế hoạch 306 này rất là cao. Ví dụ như là trình độ ngoại ngữ tin học của giáo viên nó phải nâng lên. Yêu cầu giáo viên của cái theo kế hoạch này của trường trọng điểm là phải 100% trên chuẩn. Mà nếu như đáp ứng đúng cái chuẩn của luật giáo dục 2019 ấy, tức là đại học là chuẩn chứ không phải là trái chuẩn. Vậy thì đến thời điểm này đó là một cái áp lực, hoặc là triển khai cái dạy một số bộ môn của khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, đến thời điểm này nó cũng là một áp lực. Chúng tôi thấy xác định là khó khăn nhất đấy là vấn đề đội ngũ, bởi vì là đội ngũ của giáo viên tập thể nhà trường á, thì một số nắm gắn đấy thì một số giáo viên giỏi thì cùng vì các cái nhu cầu họ chuyển địa điểm vị trí công tác sang cái môi trường mới, rồi là một số giáo viên thì cũng đã chuyển sang làm công tác quản lý vân vân. Những cái giáo viên trẻ mới ra trường ấy thì cũng chưa có được cái tạo điều kiện để thu hút nhiều. Xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao là cần thiết, phù hợp với thực tiễn xu thế hiện nay, nhất là chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì thế ngoài nỗ lực quyết tâm của chính các nhà trường thì sự hỗ trợ từ nhiều phía trong tháo gỡ các khó khăn sẽ giúp các trường đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao.